Ráng mơ. Lên chưa ta? Chắc lên rồi nha. Lên rồi đúng không? Ok, đó, giờ nay mình cho cái mặt mình bành trướng giữa cái khung hình. Hello, Thúy Phương, kêu Văn Linh vô học chung cho vui này con. Hey Cô nhớ được tên rồi nha bạn. Siri. Ta để mở cho. Nó giỡn chứ bình thường hay mở bằng con Siri á mấy đứa. Giờ mình ví dụ giờ mình lướt TikTok nó không có nhạc rồi đúng không? Bật nhạc đi trời ơi. Ủa sao chơi cái màn hình vậy? Cố tình á, để cho to to xíu, rồi xíu nữa khi nào mình bắt đầu à, cho nó xuống. Bây giờ chắc là mấy đứa ngồi chờ đúng không con? Đúng rồi, nói chung là thầy biết mấy đứa hóng có chưa, hóng có chưa một này lắm, mấy đứa hóng lắm đúng không? Đây nữa, thấy chưa? Để to to tí nó nhìn cho dễ. EDM hay nhất thế giới. Trời ơi. Mà mấy cái này nó có bị bản quyền không ta? Ok bạn nha, giờ nhớ rồi nha, giờ ghim luôn rồi con. Vậy là chỉ biết mặt thôi chứ giờ là nhớ tên rồi ha. Ê, quên rồi Hân ơi, quên rồi, quên thì con. Nhà nước ngoài đúng không? Cái này cô quên thì thôi, nha. Thôi. Ok, xong buổi live là rất thiệt. Xong buổi live là rất thiệt hả? Nha. Bảo bản like co thì nó không có. Hello Tâm, hello con. Trời ơi, xin lỗi hơn rất nhiều. Bữa nay cô giống như người nổi tiếng hay sao trời. Ok, xin lỗi nha, bị trôi tin nhắn con ơi. Ok. Ủa, nó lại bắt đầu rồi mấy đứa. Hello mấy đứa. Rồi, hello, hello cả nhà. Hello Frank. Hello Hoàng Khánh, hello Trương Tâm, hello cả nhà. Rồi Trương Tâm này có tâm ghê, đúng là có tâm luôn. Có tâm thật sự luôn. Tát một đống bạn bè vô luôn ha. Mọi người đổi cái mới. Bảo thầy đổi cái mới mà thầy không chịu. Hello Kỳ Kỳ đúng không? Kiểu Kỳ. Kiểu Kỳ. Kiểu Kỳ. Kiểu Kỳ. Kiểu Kỳ. Kiểu Kỳ còn kẹo. Lên nóc nhà là bắt con gà. Bắt con gà là bắt con gà, chọc cái gà là chọc cái gà. Hello cả nhà, cảm ơn con Mỹ Như, Mỹ Như ha. Trời Mỹ Như, cảm ơn con. Vừa quá, vừa có thấy. Hello thì đã tính nhầm. Hình như là cô chưa vẫn chưa lấy tin nhắn á. À, vẫn chưa lấy tin nhắn. Cô thầy anh hay sao á con. Nhà nào căng hơn đi thầy hả? Không cho có like thì dở quá con. Ai con là Quý Nhi hả? Ý. Ủa sao đặt tên khác vậy? Hello ca. Không có những đứa nó kỳ cục lắm hả? Ví dụ như là lớp thầy Đạt có mấy mấy bé á, họ tên một đường Facebook một nẻo, mỗi lần đi kiếm nó kiếm chết luôn, kiếm không ra luôn. Em chào thầy Hùng, em chào thầy Hùng. Em chào thầy Hùng, em chào thầy. Hello bé Tú Yên, dạo này bé Tú Yên còn thất tình nữa không ta? Hello Tú Yên, trời ơi. Đúng rồi, tranh thủ tác bạn bè vô mấy đứa ơi. Let's go, let's go. Đừng nói học kém người ta biết. Ra đâu con, học thoải mái. Nè. Cho cái tim. Hello, hello Đoàn Minh Hồ, Đoàn Minh Khôi. Cảm ơn Quý Nhi nhờ. Trời ơi. Cảm ơn Khôi. Trời ơi, hôm nay Quân nó on, nó kêu Tấn Thành, nó kêu Thành với Đạt vô luôn kìa. Ghê 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 ghê. Ghê kêu hết nguyên cả cái khu Bình Hưng Hòa vô luôn mấy đứa. Kêu hết mấy đứa vô hả? Đá nhẹ có bạn gì đó ở bên Bình Tân vô chung cho vui nha.
Vô. Vậy hả? Có bữa thầy mới lướt Insta thì thấy một cái gì đó ha. Thầy squid gì đó không nhớ nữa ha, quên mất rồi. Ông trùm toán học và khoa khôi vật lý. Trời ơi, cái tên nghe thật là kêu ha. Ông Nam đó, ông nhớ lời hứa với tôi cho ông Nam ha. Ủa nam thần hả? Nam. Ủa nam thân hả? Họ thân. Ủa con có anh chị gì, anh gì học tên là Thân Trọng Duy không ta? Năm nay thầy cũng đang dạy một anh cũng là họ Thân luôn ha. Thân Trọng Duy thì họ thử có phải họ hàng gì không? Biết đâu họ hàng sao? Biết đâu bất ngờ đời mà. Đời mà tiên đâu đang ngồi lên mình có hai cái sừng mình dừng ngừng lên vậy đâu biết được. Đúng rồi không? Qua Vương quốc cầu xéo. Thôi qua Vương quốc cầu xéo. Hello Quang, hello mấy đứa. Còn một tuần nữa là thi đại học rồi, mình có muốn talk show nhẹ nhẹ trước khi vào chuyên mục tối nay không ta? Có gì mấy đứa muốn chia sẻ buổi tối ngày hôm nay không ta? Hello Quang nha. Hello mấy đứa. Can you hear me? Can you hear me? Cô họ nói tiếng gì vậy? Tiếng Anh hả? Đúng rồi, đúng là người Việt mà đọc tiếng Anh như tiếng Việt. Tâm sự với thầy, giờ mấy đứa hỏi gì đi hả? Học sinh hỏi thầy Đạt và cô Hồng trả lời. Trời ơi, bảo kìa. Thi xong rồi chơi thầy ơi, tất nhiên rồi, thi xong mới chơi chứ con. Đây thầy cô cute quá, trời ơi lúc nào chẳng cute. Đó đổi nha. Thật sự đổi nha. Mới nhà kiss the rain rồi ha. Mới nhà deep deep rồi ha. Đổi một bài gì nó hay hơn hả? Bây giờ bài gì ta? Ví dụ mở mấy khác nó dễ chứ bản quyền quá à. Bây giờ cô họ hát đi. Hey, cảm ơn con nha. Cô học biết tên gì chưa? Con gái nó có là không, nó không là có. Tức là mỗi cô học cô tê, tức là khen thầy Đạt á. Quan trọng là niềm tin của ai hơn ai thôi nha mọi người. Quan trọng là niềm tin của ai hơn ai thôi. Làm sao để dậy sớm mà không buồn ngủ? Thì cái này dễ lắm con. Thì nó đơn giản thôi ha, đó là mình ngủ theo chu kỳ á nha. Thì mình một buổi tối thường là mình sẽ có 4 chu kỳ ngủ á ha. Thì ok, để có cái gì thầy gửi cho ha. Có 4 chu kỳ ngủ, hình như là một chu kỳ nó lặp đi lặp lại 4 lần á. Nếu mấy đứa canh đúng 4 chu kỳ ngủ á là mấy đứa sẽ dậy rất là tỉnh táo luôn ha. Má không, thầy Đạt nằm quá rồi. Có đâu. Đâu, thôi kỳ quá mà. Hello Thanh Ngân. Dạo này có vẻ thất tình xong rồi chăm học quá ta. Cô họ đẹp gái quá. Ê. Trời, cảm ơn mọi người, cảm ơn mấy đứa nha. Ai vậy, chị Trang hả? Hello chị Trang, lâu quá không gặp chị Trang. Thầy Đạt giảm má hồng xuống xíu đi. Có đâu con, cái má thầy nó hồng vậy con, má nó hồng tự nhiên. Má hồng baby. Không, thật ra là nó bình thường á, mà do gần đây cái mặt nó bự hơn, cái má nó bự hơn nên nó hồng. Em xem rồi, người ta bảo 22 giờ tắt clip ngủ hả? Ok, bye okay, bye. Ok, bye bye Quang, bye con, chúc con ngủ ngon. Đúng rồi, chúc con ngủ ngon, bye bye Quang. Thầy đẹp gái thiệt. Trời ơi, Thanh Kiều, Tấn Tài, Tấn Lộc, Tấn Bình An ha. Cảm ơn Tấn Tài, Tấn Lộc, Tấn Bình An nha ha. Một lời khen rất là xuất sắc ha. Mình dậy 6 giờ xong 8 giờ mình ngủ. Trời ơi. Dễ mấy đứa ha. Mấy đứa có thể ngủ lúc 11. Thường thì thấy ngủ lúc 11 rưỡi và sáng mấy đứa dậy lúc 5 giờ mấy đứa sẽ thấy rất là khoan khoái luôn á ha. Thường hồi xưa thầy cũng vậy, giờ đỡ rồi. Thầy cô đọc gì kỳ vậy, em bảo clip ngủ sớm. Rồi ok ha, rồi giờ mình bắt đầu rồi ha, cũng là vừa 10 giờ rồi nha. Rồi mấy đứa còn có 11 con mắt nữa là mình đủ 3 số rồi nè. 11 mắt nữa đủ 3 số rồi ha. Rồi nhanh chóng xe lên để cho bạn bè cùng vào xe nha mấy đứa ha. Một cái xe là một cái hành động tích đức đó nha. Biết đâu đó những thứ này mấy đứa gửi tới ai đó, những bạn đó vô tình làm tốt trong việc thi đạo thì biết đâu nó lụi chúng thì sao ha. Gần thi đạo tới nơi rồi, 7 ngày tranh thủ tích được bao nhiêu thì cứ tích ha. Dạ đúng rồi chị, lâu ngày không gặp mặt em trẻ ra hẳn luôn á. Từ ngày em để cái máy này mặt em bự ra hẳn. Máy này nó đi kèm với cái sự trẻ trẻ con ngây thơ hồn nhiên và kèm theo cái sự mập mạp nữa. Giờ này ba má hay mừng lắm. Thấy Nhi học này mắc trước vậy thôi, ghê ghê. Rồi học đi học. Rồi ok ha, rồi chuẩn bị bắt đầu rồi này ha. Rồi cũng gần ba mắt rồi, cũng là 95 bạn đang ngồi xem rồi ha.
Xe vậy là mình giúp đối thủ rồi. Thôi không phải đâu Ôi con. trời ơi. Trời ơi, mình giúp bạn là bạn sẽ lại giúp mình nữa ha. Bạn sẽ giúp mình theo một cách khác nha. Cho nên mấy đứa cứ thoải mái đi, không sao đâu ha. Nha. Tấn tài tấn lộc tấn bình an đúng không? Ủa đúng không ta? Đúng rồi đúng không? Ủa không phải đâu. Ủa phải tấn tài tấn lộc tấn bình an à? Lộn tấn tài rồi. Ủa sao có nhiều tấn tài quá ta? À đây đây có thể là một cái bạn tấn tài rất rất hay, thường xuyên được thầy Thông nhắc ở nhắc 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 trong những livestream trước ha. À, chắc là bạn tài đó Xin lỗi đó, nãy giờ cô ha. Tưởng là thầy tài Tiên Thầy Văn. tài Tiên Văn thầy tài là Tiên Tiên Văn thì Văn. có một cái tên rất là dài, con cũng là tấn tài nhưng mà là tấn lộc tấn bình an. Đúng rồi, hay gì đó vậy các bạn. Trời ơi, cái gì vậy? Gì mấy này tụi nó sắp đấm nhau nha, được kìa. Mỹ Như với Ngân nó sắp đấm nhau được kìa hả? Cùng lắm thì kéo ra ngoài solo chặt tay ha. Rồi cố lên ông, còn hơn một tuần thôi. Đúng rồi, ráng lên hơn, còn có tuần nữa thôi là sau đó là tha hồ mà để tóc dài không ai nói gì đâu ha Thành. Rồi ok vô ha. Rồi mình sẽ cùng bắt đầu chuyên mục ngày hôm nay. Rồi chắc để thầy cho giảm bớt cái mặt của thầy xuống ha. À, mặt giảm nhỏ cái cam lại tí ha, cam hơi to. Rồi ok, hôm nay mình sẽ làm một 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 loạt 5 câu luôn nha mấy đứa ha. Rồi câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5. Rồi tốc độ. Bạn nào làm được hết 5 câu thì quất cả năm. Bạn nào mà mấy đứa làm câu toán thì mình làm 2, 4. Bạn nào làm lý thì làm 1, 3, 5 ha nha. Rồi ok mấy đứa ơi, tranh thủ Tranh vừa thủ đọc đề vừa comment ha. và vừa nghe thầy với cô Hậu nói chuyện nữa ha. Đúng rồi. Đây, hôm nay là thầy canh được rồi mấy đứa ha. Bình thường buổi chiều á là nó có canh là 45 phút. Ủa, 90 phút là nó làm một lần, tức là hết khoảng một cái làm một lần. Buổi tối là nó giờ lại nữa nó còn có 10 phút rồi ha. Chuẩn bị thì đếm lùi nè, đếm khoảng 1 phút nữa là tự động nó lại mất như hôm bữa. Đúng rồi đó, trời ơi Bảo ơi, đúng rồi đó con nha. Giống như một người đe dọa vậy ta, cô đâu có tới mức vậy đâu. Nhanh tay comment đi con, 1 tới 5 mấy đứa. Comment, comment gì đó ha. Rồi, 1 tới 5 con. Thôi người Việt mình đọc tiếng Anh như tiếng Việt đi. Comment. Ok. Đọc comment nhiều khi là không không ai hiểu luôn. Rồi, nhanh tay comment đi mấy Nhanh đứa. nhanh tay nhanh tay tốc độ nào mấy đứa ơi, tốc độ nào. Như Bình với Thanh Ngân ơi, lớp trưởng ơi, lớp trưởng mình nhắc hai thành viên lớp mình tập trung làm bài nha, lớp trưởng cũng hòa theo hai thành viên lớp mình thôi chắc chết. Gì có thầy không hiểu thôi đó hả? Ở đâu thầy cái gì thầy không hiểu mà. Đó, bắt đầu đó, thấy chưa, y chang luôn, canh vừa chuẩn luôn, sát lằng lạc luôn. Trời ơi. Ôi bây giờ mấy đứa đừng nhìn cô nha, nhìn đề đi mấy đứa nha. Nhìn đề đi con. Mấy đứa nhìn đề nha. Ly ơi, nhìn đề rồi xong chọn đáp án đi con, Ôi, 1 tới thằng 5 Ly này con ơi. nó biết cách nói xạo quá ha. Trời ơi, không sao, quan trọng là niềm tin cô biết là con nói thiệt đúng không? Ui, sao vô lại chưa được ta? Ủa Hậu ơi, Ủa Hậu Chờ tính tí, ra chờ là tí, con đang chờ học tí. lý luôn đúng không? À quên, xin lỗi, con số 1 chưa học mà. Rồi, có học sinh 11, 2K4 mà lại chọn được câu toán nè, anh chị 2K3 Ghê, ơi. rồi chờ chờ tí, chờ tí, chờ tí mấy đứa ơi, không biết sao nó lại bị lỗi nữa rồi. Trời ơi. Đúng rồi, đen thui rồi, đen thui rồi. Chờ chờ thêm một xíu nha. Ủa sao kỳ ta, sao giờ không vô được lại ta? Ok, mấy đứa ơi chờ một tí nha. Chờ tí con, chờ Chờ tí một tí nha mấy nha. đứa. Chờ một tí mấy đứa. Thì đây thì cái cách mà nhanh nhất là mấy đứa nên làm này là mấy đứa chụp màn hình lại luôn đi ha. Mấy đứa chụp màn hình lại đi để lỡ mà nó có bị trường hợp này nó xảy ra một lần nữa, tại vì buổi tối cứ 10 phút nó bị một lần mấy đứa. Bây giờ cứ 10 phút nó bị một lần ha. Thì bây giờ chuẩn bị 10 giờ 5 này, chuẩn bị tới 10 giờ 15 nó bị một cái nữa này. Nó có báo thời gian cho thầy ở đây luôn này mấy đứa. Chắc là trước mắt mình chụp màn hình cái gì đây nha. Rồi mấy anh chị 2K3 đâu rồi, comment đi ha. Nãy có một em 2K4 mà comment được bán Quốc cùng quốc hai đó quá mọi luôn hả? người. Ai Đúng vậy, ai rồi. vậy, ai vậy? Học tin cũng cùng tên với cô luôn mọi người, À Hồng cùng Nguyễn đúng hả? rồi, cùng tên với cô Trời luôn. ơi giỏi quá, xuất sắc xuất sắc. Trời, quốc câu 2 luôn, xuất sắc. Nhưng mà hình như là cái này đường chép là đường gì ta? Cha sao tự nhiên nó có lỗi chính tả đây kỳ cục vậy ta? Trời Trời ơi cái quần đùi gì vậy? Trời ơi đường chép là đường gì vậy? Đường chéo nha mấy đứa ha. Ok, trời Đường ơi. chéo nha. Con nhận được đáp án của Nam mình nè. Ok, làm này ha. Rất là nhiều đáp án ha, rất là nhiều đáp án. Ồ mấy đứa, nếu mà được tụi con comment một lần luôn được không ta? Cho nó, đúng Đây không? ví dụ có năm 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 thân à năm thần à năm thân năm Năm thân thân năm thân Nam. quất một lần năm cái đáp án luôn. Đúng rồi nè, Ngà cũng vậy nè.
Không cầm à, mấy đứa comment một lần nắm đáp án luôn tụi con. Để ý Lê Trương Như Ngà. Rồi nhanh tay comment đáp án đi mấy đứa ha. Một phát 5 câu luôn con ơi. Ừ, Toàn nè, thấy Toàn nè. Dạ, thấy Nguyễn Minh Quang fan fan cứng hơi lâu này, fan cứng này là chắc không không biết fanpage đã có phần thưởng gì cho Nguyễn Minh Quang vậy thôi ha. Cô nhận giùm nha, Quang nó đang ở quê rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Phần vài bữa có mà ví dụ có quà của fan cứng thì cô đừng nhượng quyền đúng không Quang? Rồi ok, con không cần trả lời đâu, cô biết rồi nha. Rồi Nguyễn Trương Thanh Huyền rồi. Ok, chắc mình bắt đầu rồi đó cô Hậu ha. Okay. Rồi thấy mấy em comment cũng quá trời rồi. Rồi ok mọi người ơi, cô sẽ sửa bắt đầu điền hôm nay thì câu số 1 ha mọi người ha. Rồi, nãy giờ mấy đứa comment cô cũng thấy là rất nhiều các bạn chọn đáp án ha. Đáp án đúng ở đây cô chốt chứ ha, là cô nói là đây chính là câu D cơ. Được không? Tai người thì nó sẽ nghe được những cái âm mà có mức cường độ âm nằm trong khoảng là từ 0 dB đến 150. À, xin lỗi 130. Nó thiếu chữ bò đúng không ta? Ủa, mất cười, trời, xin lỗi nha, lỗi đề mấy đứa. Đề này chữ nó bay hơi nhiều. Đúng rồi, câu số 1 của mình đáp án là câu D cơ ha. Tai người thì nó sẽ là nghe được những cái âm mà có mức cường độ âm ở đây là từ 0 dB đến 130 dB. À, cái cụ thể, cái phần này mấy đứa, nó có rất là rõ ràng ở trong sách giáo khoa 12 nâng cao rồi người. Sách ghi rất là rõ luôn. Vậy thì tai của mình nó sẽ có chế độ là, gọi là thủ thuộc vào cái đặc tính sinh lý của tai ha. Thì không phải là cái âm nào mà tai người cũng có thể nghe được con ha. Thì nó sẽ có là ngưỡng đau và ngưỡng nghe mới được. Ngưỡng đau và ngưỡng nghe. Rồi ok mới được. Vậy thì tai người ngưỡng đau gọi là gì mới được ha? Đầu tiên là ngưỡng nghe trước đi. Ngưỡng nghe là cái giá trị nhỏ nhất của mức cường độ âm mà tai người có thể nghe được. À mới được ha. Ngưỡng nghe ha mọi người ha. Đầu tiên ha, một chút cô nhắc lại một chút lý thuyết nha. Ngưỡng nghe. Ngưỡng nghe là cái giá trị nhỏ nhất con ơi, giá trị nhỏ nhất của mức cường độ âm con ơi. À, mức cường độ âm à, là có nghĩa là mức cường độ âm là giá trị nhỏ nhất sao cho tai người có thể nghe được. Vậy thằng này chính là à, giá trị nhỏ nhất này con à, mức cường độ âm nhỏ nhất là bằng 0 dB à, được không mọi người? Rồi ngưỡng đau là gì con? Ngưỡng đau mới được. Sao thằng Đạt cười là sao ta? Thì dạ đang cố gắng nghe cô học. À, ngưỡng đau là giá trị lớn nhất mấy đứa, giá trị lớn nhất của mức cường độ âm ha con. À, mức cường độ âm khi mà tai người chịu đựng mấy đứa, hai thằng này khác nhau ha. Ngưỡng đau là giá trị lớn nhất của mức cường độ âm mà tai người có thể chịu đựng được con. Vậy đáp án ở đây chính là 130. Thì cái giá trị 130 này con ơi, người ta gọi đây là ngưỡng đau rồi con. Tại vì con vẫn nghe được âm, vẫn nghe được âm nha, nhưng mà tai bây giờ nó sẽ có cảm giác đau và nhức nên người ta gọi đó là ngưỡng đau. Vậy thì cái miền từ ngưỡng đau, ôi trời ơi cô học kéo đầu dữ vậy. Xin lỗi thầy đề, cái miền từ ngưỡng đau là từ không dB à, xin lỗi, từ ngưỡng nghe từ 0 dB đến 130 dB, người ta gọi đây là miền nghe được của tai người con ha. Miền nghe được của tai người. Vậy đáp án của mình ở đây nó chính là câu D con ha. À, câu D mới được. Ui to thế. À, câu D, từ 0 dB đến 130 dB ha mọi người ha. Nó phụ thuộc vào mức cường độ âm. Mức cường độ âm thì lại phụ thuộc vào tần số ha mọi người ha. Rồi. Câu này thì không biết chọn sao, nhưng mà không biết cái ngưỡng nghe nó nghe được không, mà nãy giờ chỉ toàn là nghe giọng của Hậu thôi chứ có nghe gì nữa đâu. Trời ơi. Nổi da gà luôn mọi người. Nổi da gà luôn mọi người. Ơi. Gì đây? Trời gì đây mà dạo này thầy hơi tròn, có đâu con, cho cái máy con, cho máy, máy nó hơi tròn tí nha. Hồi đó đi học chắc thầy đạt quậy lắm, thầy thì không quậy lắm đâu con ha. Nhưng mà thôi, đó là những câu chuyện thời học sinh. Học sinh thì nên quậy tí thì nó mới vui mới được ha. Coi, không phải, nói chung là thầy cũng quậy vừa vừa thôi, không nhiều lắm đâu. Rồi, tính thể tích V của khối lập phương biết đường chéo của hình. Đường chéo hình, đường chéo là A căn 3 sau những chữ hình, sau sau những đề này nó có mấy cái chữ nó nằm vô duyên quá ta. Ha, lời văn cô cú nó hơi đường chéo là đi ha, nha, sửa giờ đi cho lời văn nó chuẩn tí nha mấy đứa ha. Rồi có biết đường chéo là A căn 3 thì mấy đứa cẩn thận nha thầy. Cái đường chéo mà khi người ta nói ở đây, cái đường chéo mà khi người ta nói ở đây nó là đường chéo của hình hộp chứ không phải là đường chéo của một mặt, được chưa ha? Nếu mà đường chéo một mặt người ta sẽ nói rõ là à, biết đường chéo một mặt là bao nhiêu đó ha. Còn ở đây là người ta nói đường chéo, người ta không nói với là mình mặc định đó là đường chéo của hình lập phương nha. Rồi đường chéo này. Rồi ok, mình biết đường chéo hình lập phương ha. Rồi đường chéo lập phương mình có công thức là gì ta? Ôn lại thế này. Đường chéo hình lập phương thì ký tắt là HLP, đúng không ta? Ừ đúng rồi ha.
Rồi mình sẽ có công thức đó là bằng cạnh nhân cho căn căn 3. Rồi ok, và nhẹ nhàng đây có căn 3. Nó bằng cạnh nhân căn 3 và dễ dàng thì tìm được cạnh ha. Rồi sẽ ra hình lập phương này của thầy này nó sẽ có cạnh là bằng a. Rồi xong rồi ha. Tính thì tích dễ thôi. V của hình lập phương thì là bằng cạnh mũ 3, cho nên mình sẽ chọn ngay đáp án đó là câu A. Rồi, khá là nhẹ nhàng. Được chưa? Ơi ha, đó nha, đó nó rất là dễ không đứa, nó không quá khó ở đây được chưa ha. Nha, cái này thầy chỉ muốn nhắn nhở lại mấy đứa một tí về một vài từ ngữ tiếng Việt thôi, tại vì mấy đứa biết rồi ha, phong ba bảo táp không bao giờ qua được ngữ pháp Việt Nam nha. Ngữ pháp Việt Nam là một cái gì nó rất là ghê rợn ha. Rồi, đó là cái câu 2 nha. Gì thầy Đạt sao dẻo mịn quá gì. Hello cậu bé đừng treo đây. Dẻo mịn đâu. Rồi, ok mọi người. Ok ha. Bảo ơi cô sẽ không đuổi đâu con ha, đừng làm vậy nha. Ok, cẩn thận lại tí nha con Bảo. Đây, rồi ơi, có mấy bạn nó kêu nó rủ qua đây nhảy dây này, cô hậu nhảy dây với tụi nhỏ không. Nhảy dây gì đây. Rồi vô. Ok rồi, câu số 3 mọi người. Câu số 3 cô thấy nhiều bạn chọn câu A đúng không con? Câu số 3 nhiều bạn chọn câu A đúng không? Mấy đứa hãy đọc kỹ đề giúp cô như sau mọi người. Câu này đúng là thuộc dạng là đừng thấy câu dễ mà làm ba mẹ buồn ha. Rồi câu số 3 này mấy đứa, đề bài cho là trong một dao động điều hòa luôn luôn có tỷ số không đổi giữa gia tốc và cái thằng nào đó, là một tỷ số không đổi con. Ừ, như vậy comment là câu A là khối lượng mấy đứa. Nhưng mà đáp án có phải là câu A không con? Đúng không? Đọc kỹ này lại con. Một vật dao động điều hòa tỷ số không đổi giữa gia tốc và một đại lượng nào? Thằng đó chính là gì mấy đứa? Mối liên hệ giữa gì con? A. Đúng rồi, chính xác, thì Đạt trả lời đúng này mọi người. Ghê chưa? A bằng trừ omega bình x, vậy tỷ số giữa A chia x đây nó là trừ omega bình con. Mà omega là một thằng không đổi mấy đứa, vậy thì cái tỷ số này là không đổi con. Vậy đáp án câu này phải là câu gì đây? Câu D mọi người ơi, câu D nha. Ai chọn câu A thì coi lại giúp cô mọi người ha. A mà chia cho M thì lại là phụ thuộc vào gì rồi? Khối lực rồi mấy đứa. Đúng không mấy đứa? Cẩn thận cho cô chỗ này nha. 7 ngay chữ số 1 liền. Ghê. Câu số 3 là câu D. Hồi xưa cũng chết một câu này. Hồi xưa bị ông thầy trong trường xém, nó bị ông quấn á. Là do sai câu này ha. Sai thầy hồi xưa xém bị giáo viên quấn là do sai câu này. Biết nên thầy nhớ luôn á ha. Ôi có gì bạn cho nè. Quý Nhi nè, Bảo nè. Rồi mất gốc luôn. Rồi mấy này mấy đứa mới học mà mấy đứa còn sai. Non. Mấy non. Rồi câu số 4 ha. Câu số 4 thì đây là một câu giải bất phương trình loga. Thì cái thứ quan trọng với bất phương trình loga đó là gì? Đó là cái điều kiện nha. Điều kiện này của mình thì mình có ở đây, chắc thầy chắc xin phép câu 5 thì chắc cô hậu không dùng nhiều lắm đâu ha. Chắc xin phép miếng đất ở đây đi. Đây được có thể được xóa đúng không ta? Ây từ từ, nhưng mà nó bị che không ta? À xuống dưới góc này là nó bị che như này. Rồi. Thì điều kiện ở đây là mình đừng quên điều kiện ha. Điều kiện này của thầy ở đây là x lớn hơn 3 nha mấy đứa ha. Rồi và cái rất là quan trọng ở đây đó là cái cơ số 0,5. Ha, vì cơ số này của thầy nó bé hơn 1, cho nên khi mà mũ lên thì dấu của bất phương trình sẽ bị đổi chiều. Ghê. Tôi đang rồi x chữ 3 rồi nó sẽ bé hơn bằng ha. Rồi 0,5 mũ trừ 1, 0,5 mũ trừ 1 thì tính nhẩm nhẹ một cái là mình ra được bằng 5 liền ha mấy đứa nha. Ấy lộn sao. 0,5 mà mũ trừ 1 để ra là bằng 2 ha. Rồi ok, thầy tính nhẩm nó hơi sai mấy đứa, thì thầy ra được là x bé hơn bằng 5. Rồi ok, vậy thầy có hai cái đáp án ha. X bé hơn 3 và x lớn hơn 3 và x bé hơn bằng 5, cho nên đáp án này của thầy nó sẽ là câu D. Ha, giao nghiệm lại thì ra ngay câu D ha, cũng khá là dễ, không quá khó đâu ha mấy đứa. Thầy ơi bấm máy tính đi mà. Rồi, máy tính này, máy tính nằm đây mấy đứa ha, máy tính nằm trong đầu thầy đó nha. Rồi. Hello Tâm nha, hello Tèo ha. Hello Tèo nha. siêu cấp tính nhẩm ha. Nữa, rồi đó chứ cứ hết 10 phút mới thấy không? Mới thấy là canh chuẩn không nha. Đúng rồi, Yên Phương là học trước Bảo, Yên Phương học cô nha, Bảo nha. Rồi mấy đứa chờ một tí nha mấy đứa ha, nó là yêu cầu mình phải reset nè. Đúng rồi, tính nhẩm hơi bị ghê, cái máy tính ở trong đầu mấy đứa ha nha. Máy tính ở trong này này, thầy đi dạy thầy chảo vào đây máy tính hết. Ghê vậy Tèo, chấp ba câu hả Tèo ghê vậy Tèo ơi. Đúng rồi, mấy đứa chờ tí ha, nó cứ 5 phút là mất một lần à. Thầy chả biết sao là cứ buổi tối là cứ 5 phút nó mất một lần. Ủa 10 phút 15, 10 phút mất lần, 10 phút mất lần. Buồn ghê, buồn. Thầy Đạt ơi. Hả? Chắc máy tính lậu sai hơi nhiều. Đâu, máy tính hàng Việt Nam chất lượng cao nha con ha. Made in Việt Nam. Chết rồi, sao đâu mất tiêu rồi. À, các học sinh gửi cho thầy Đạt là mượn iPad của thầy Huy đúng không mấy đứa? Thầy Huy giàu lắm mấy đứa, thầy Huy giàu lắm mà thầy Huy không cho mượn.
lên đi con, lên lên please 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 lên 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 rồi vô 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 rồi ha. Rồi ok, rất là hợp lý ha, vừa khít luôn. Rồi câu số 5. Rồi câu số 5 mới được. Comment giúp cô đi con. Rồi mọi người câu số 5 ha. Số 5 bao nhiêu đây, đáp án gì rồi? Cờ ra có mấy gì đây, mấy gì đây. Rồi chọn đi mấy đứa, A, B, C, D, E, F rồi chọn đi con ơi. Sơn cô Hồng cũng đi hát lô tô nữa. Trời ơi biết chứ, các bạn chọn câu B nè, Thành chọn câu B nè, Diễm Quỳnh chọn câu C nè, Dung chọn câu C nè, Thanh Huyền chọn câu B nè, Tấn Tài chọn câu B ha, nhiều cái quả C. Con cái Trung 5C Dũng là câu C nè, chị Linh cũng câu C. Ok. Ờ cuộc chiến giữa hai bò và C rồi kéo nhau ra quýnh mấy đứa. Ai, ok. Rồi bây giờ mọi người. Rồi bây giờ mấy đứa, đề bài cho gì đây? Tốc độ của ánh sáng đơn sắc khi mà đi từ đỏ tới tím và truyền trong đâu? Comment mọi người đây mọi người ơi. Truyền trong môi trường nước mọi người. Rồi bây giờ là truyền trong môi trường nước, là môi trường có chiết xuất N rồi con. Vậy mấy đứa phải làm rõ giúp cô này. Khi mà trong một môi trường, được không? Trong một môi trường có chiết xuất N thì nó đi từ đỏ tới tím là N đỏ. Như thế nào? Nhỏ hơn N gì con? À đỏ, cam nè, vàng nè, lục nè mấy đứa, lam, rồi cam, tím. Tím rồi, xin lỗi che mất cái. Rồi che rồi, che rồi. Đúng mà bị che đúng không ta? Kéo lên. Ê. Bị che rồi đúng không? Không kéo đâu, không à, kéo rồi đi hết luôn. À rồi ok. Rồi mấy đứa. Vậy để thay chỉnh cái cam tí nha mấy đứa ha. Đi từ đỏ tới tím mà trong môi trường có chiết xuất N thì thứ tự chiết xuất của mình nó sẽ là giảm từ đỏ về tím ra. N đỏ sẽ là chiết xuất nhỏ nhất và N tím sẽ là chiết xuất lớn nhất mấy đứa ha. N tím của mình sẽ là chiết xuất lớn nhất. Ok vậy lớp ơi. Rồi. Tới đây ha, bắt đầu là có sự chọn lọc đáp án lại rồi. Rồi, vậy chiết xuất thì được tính bằng công thức gì, còn nhớ không con? N của môi trường này, chiết xuất của môi trường này con sẽ là bằng gì mấy đứa? C chia cho V của môi trường, vận tốc ánh sáng trong chân không chia cho vận tốc của môi trường đó. Vậy bây giờ con nhìn giúp cô, đúng không? Trong cùng một môi trường nước nhưng mà chiết xuất của từng ánh sáng thì nó sẽ là khác nhau. Và cụ thể ở đây con sẽ thấy mối liên hệ giữa tốc độ và gì con? Và chiết xuất ha, nó sẽ là tỷ lệ gì con? Tỷ lệ nghịch. Chiết xuất của môi trường sẽ là tỷ lệ nghịch với là chiết tốc độ của môi trường. Rồi mình nhìn giúp cô nè. Ờ lớp ơi. À quên. Mấy đứa ơi, cô dạy cô quen rồi á. À, mình nhìn giúp cô mọi người. Chiết bây giờ đề đời đang hỏi ha, thằng đỏ này con, quan trọng thằng đỏ thôi. Thằng đỏ đang là chiết xuất nhỏ nhất, vậy vận tốc của nó sẽ là lớn nhất. Vậy đáp án ở đây chọn cho cô câu C. Được không? Câu C. Được không mấy đứa? Cẩn thận giúp cô ha. Trong cùng một môi trường thì đi từ đỏ về tím, chiết xuất sẽ giảm dần. À, được không mấy đứa? Nó ngược với bước sóng á. Ok ha. Rồi, và chiết xuất của mình nó sẽ tỷ lệ nghịch với là tốc độ trong môi trường đó nha con. Vậy đáp án của mình là chọn là câu C con ha. Đáp án là câu C. Rồi lũng mất lũng một câu, lũng mất tiêu luôn. Các bạn bị lộn giữa đỏ và tím đúng không? À, bây giờ mấy đứa ha. Rồi, cẩn thận lại luôn. Nha. Bế câu lý này đi luôn. Rồi đáp án là câu C lớp ơi. Ủa Bảo mà cũng được lên phân cấp hả? Rồi cô sẽ nhận phần quà của Bảo nữa nha. Đẹp nãy phải. Giờ là cô được hai phần quà của Minh Quang và của Bảo. À thêm Tèo nữa đúng không? Tèo, à, hello Tèo. Rồi ha, rồi năm câu nhẹ nhàng ha, khá là nhẹ nhàng đúng không? Mình chiêu chiêu ngày thứ bảy thôi ha. Rồi bây giờ mình cùng tiếp tục mình chiêu 5 câu còn lại ha. Rồi trong đó mình có 3 câu toán và 2 câu vật lý. Nghe yeah, ngà đúng hết luôn nè. Ghê giỏi. Ghê yeah, ta. Nhưng mà phần thưởng của thầy chỉ gửi hôm bữa thôi ha. Và hôm nay thì không có nha con ha, nó sẽ tùy hôm. Hôm có hôm không ha. Ví dụ như hôm nay là không. Không nói giỡn chứ. Để xem tình hình thái độ học tập tới đâu nha. Ví dụ thái độ học tập rồi những lời khen là ví dụ như là lâu lâu thầy đạt đẹp trai ghê, biết đâu những lời khen đó nó được thưởng thì sao. À, rồi từ câu 6 cho tới câu 10 rồi tốc độ mấy đứa ha. Rồi bây giờ mình sẽ có khoảng 5-10 phút gì đi ha. Tới khi nào mà cái máy này nó tắt một cái là mình bắt đầu mình mở lên mình sửa cho mấy đứa ha. Chúng mình nó tắt một cái là mình mở lên mình sửa là hợp lý luôn. Thầy canh như là chuẩn luôn này ha. Chỉ cần máy nó tắt một cái mình mở lên là hợp lý luôn á. Là mình bắt đầu mình sửa, nè, nó sẽ không bị gãy. Rồi bây giờ 5 câu tiếp theo con. 5 câu tiếp theo ha. Rồi, quốc một phát 5 câu comment một giây luôn mọi người ha. Rồi, ok, mấy đứa comment một giây luôn cũng được. Bạn để, nào để cô biết được là ai làm sai thì thứ hai hôm sau cô hỏi cho cô lớp luôn ha. Ừ. Gì đây? Đăng hôi gì đây?
Sau này thầy Đạt lạ vậy. Đúng rồi, nay thầy đẹp trai hơn đúng không? Cảm ơn anh Khôi. Lê Uyên này, Lê Uyên này nó sao á ta, kêu comment một giây comment có một câu, đúng là Lê Uyên mà, đúng là bé Lu mà. Thì cũng Lê Uyên này cũng là một học sinh rất là xuất sắc như đứa hơn, một bạn bạn học lớp nâng cao, học rất là chăm chỉ đúng không, rất là chăm chỉ trong cái việc nói chuyện nha, còn việc học thì thầy chưa biết. Rất là chăm chỉ trong việc nói chuyện và đi học trễ ha. Rồi, trong những cái pha gọi là gây tấu hài trong lớp, bạn nào muốn có một cái album Lê Uyên đứng nhảy múa rồi TikTok đủ thứ các kiểu thì liên hệ thầy ha. Ngoài ra Lê Uyên còn có một cái kênh YouTube mà không có không 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 lượt follow. À quên, có mười mấy lượt follow hả, là cái gì mà kênh bún mắm miền Tây vậy đó. Đúng không? Đúng không Lê? Ủa. À đây. Hết rồi. Trời ơi nhìn tụi nó kìa. Quỳnh Như thì tác Thái Vũ, Thái Vũ tác Quỳnh Như được còn yêu yêu nữa. Trời ơi, tụi bay bán cơm chó trên này hả? May là cô đã ăn cơm tối rồi con nha. Trời ơi. Trời ơi, mấy đứa có thể mở 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 dịch vụ bán cơm chó mà mấy đứa không 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 đóng thuế gì Đúng hết nha. Ít ra phải có đóng thuế hay đóng gì đó chứ hả? Sập bay rồi hả? Trời ơi tiếc. Cái bay bị mấy được. Thảo nào gần đây không thấy story nữa. Rồi tranh thủ vừa nói xàm nhưng mà vừa comment đáp án nha lớp nha, à nha mấy đứa ha. Thì mấy đứa thấy nha, nói chung mấy đứa cứ nhớ này, khi nào nó sập xuống một cái là mình sẽ bắt đầu mình sửa ha nha. Mấy đứa cứ tranh thủ làm từ 6 tới 10 đi, còn khoảng 3 phút mấy là chuẩn bị nó sập này ha. Lát thầy ui, lát hả, LG là lát Lát hả? lát Nha. Cái từ lát đó thầy nhớ là cái từ đó nó dài lắm con, mình đã viết tắt lại thành chữ LAG rồi, giờ nó còn chưa làm tắt hơn nữa thành chữ LG. Lúc đầu thì tưởng đọc là Loga cơ số 10 không á phù hợp, bây giờ tưởng có Loga cơ số 10 không à. Một phút mặc niệm bắt đầu. Hơi yên tĩnh nha. Rồi ok, ráng ráng lên nha mấy đứa ha, mình còn khoảng tuần sau ha, tuần sau là tuần mình cháy hết mình cùng nhau ở đây ha. Và tụi thầy tất cả những giáo viên NQH nó sẽ luôn đồng hành với mấy đứa ha, luôn đồng hành với mấy đứa nha. Ủa sao 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 cái LN nó là có cái mũ hai vô duyên ở dưới vậy ta? Không không có đâu con ha, do mạng lắc cho nên con nhìn thấy nha, từ đó không có số 2 nào đâu ha. Đâu mất tiêu luôn, mất tiêu luôn. À, ok, mất 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 tiêu. Mà thầy thú vị quá làm không được, thôi nào con nói vậy là thầy vô thi thầy không dám ngồi trước mặt con đâu ha nha, không dám cho không không dám bay vòng vòng ngồi trước mặt con đâu. À cái này không phải là lát mà là IG, là Instagram á. Trời ơi Trời trời, ủa, phải không? Võ Tường Vi, bạn comment hai câu lý này, À. đã có bạn comment hai câu lý này mà trong khi đó toán chưa thấy ai comment. Ừ. Nãy giờ ngồi cười thôi, đừng có ai cục xúc vậy con, mình cười ia thôi ha, cười ia chứ đừng có cười 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 ia hỏi ha. Cô không biết nói gì hết luôn, thầy Đạt, cô cho thầy Đạt nói luôn á cả. Cô chưa cô không biết nói gì hết, cô chỉ biết cười cười thôi, giờ cô biết làm gì giờ. Nói chung là cô Hậu mới đã biết rồi ha, cô Hậu thôi. Cô Hậu có những cái biệt danh mà đi vào lòng đất lắm mấy đứa. Ví dụ là gì thầy Đạt? Ủa Biết đâu ok, con đã thấy comment đầu tiên. của bạn thân Khải Toàn. Ui, Không, nhưng mà full câu full câu của bạn thân Khải Toàn. Đúng Ui, rồi. cũng là một bạn họ thân nữa này. Cha sao có vẻ nhiều bạn họ thân quá ha. Xưa giờ năm nay cũng là năm đầu tiên nó gặp gặp một bạn họ thân bắt đầu gặp nhiều hơn này. Lê bây giờ giận thì Đạt không comment toán nữa, comment lý đúng không con? Rồi cô nhận đáp án của con nha. Rồi Tấn Tài, Tấn Lộc, Tấn Bình An đã comment. Rồi Quốc Cường, rồi bộ ba Bình Hưng Hòa đâu, sao nãy giờ không thấy comment nữa ta, nãy thấy comment còn tác 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 mà giờ đi đâu mất tiêu rồi. Rồi Đăng Khôi nữa này, Đăng Khôi đâu rồi ta, Đăng Khôi Hạ Uyên đâu hết ta. Hello Diễm Quỳnh, Diễm Quỳnh xong rồi này ha, 10A. Diễm Quỳnh comment từng câu lẹ lẹ ha. 6, 7, 8, rồi tới con 10 mất tiêu của 9 luôn. 6, 8, 8, 6C, 8D, 10A. Thầy Tháng Tài Gia 10. Văn họ là gì vậy thầy? Thầy Tài Gia Văn hình như là họ Nguyễn đúng không? Đúng Nguyễn rồi, Tấn Tài. Nguyễn, Nguyễn Tấn Không, phải, họ họ tên đầy đủ của thầy Tài là Nguyễn Tấn Tài, Tấn Lộc, Tấn Bình An. Rồi,
chuẩn bị ha, chuẩn bị mình chuẩn bị, mình mới đếm lùi này, đếm đến như countdown này, 6 5 4 3 2 1, rồi chuẩn bị tắt. Trời ơi, y chang luôn, ghê không, ghê không? Lúc này có biết nói gì đúng không mấy đứa? Ghê không, ghê không? Nó đếm cao đào, đếm như đếm cao đào á thì giờ. Hello Ly. Cảm ơn cậu. Đếm như đếm cao đào. Rồi lên lại rồi này đó. Rồi bắt đầu sửa. Hợp lý. Rồi ok, đầu tiên là con số 6 ha. Ê cha, một câu khoảng cách hả? Đúng rồi, lâu lắm rồi mình không làm mấy câu khoảng cách này ha. Chắc câu này vẽ nhẹ cái hình đi. Rồi SA một góc với đáy này. Rồi tại vì đề ở đây thì nó tương đối ngắn, cho nên là tụi thầy sẽ tóm gọn nó đơn giản nhất có thể ha. Còn trong phòng thi thì nó sẽ cho nó những câu cú đầy đủ hơn. Ví dụ là SA một góc với đáy thay vì là ký hiệu vuông góc nha ha. Rồi SA một góc với đáy, đáy là hình vuông. Rồi vẽ nhẹ nhẹ cái hình. Rồi rất khó để mấy đứa có thể được chiêm ngưỡng á khoa kiến trúc, thì á khoa kiến trúc vẽ hình ra nha mấy đứa ha, tranh thủ đi ha. SA B C D. Rồi người ta hỏi khoảng cách từ D tới SAC. Rồi khoảng cách từ D đến SAC. Thiếu mất chữ đây rồi, chữ đây chạy nó mất tiêu rồi. Rồi chắc câu này mượn chỗ của họ hơi nhiều nha, có thể xíu gì xong mình xóa câu này đi ha. Khoảng cách từ D tới SAC. Rồi ha, D này nó không phải là chân đường cao, cho nên là tại thủ khoa thuộc cô Tâm với thầy Thông rồi ha. Rồi khoảng cách từ D tới SAC thì mình sẽ có là bằng K lần khoảng cách từ chân đường cao nha, tức là từ A tới khoảng SAC. Rồi sau đây mấy đứa sẽ thấy này, khi mình nối lại ha, mình nối D với A mà mình kiểm tra thì mới thấy là gì? Mình sẽ thấy là A, cái thằng này DA nó cắt SAC, nhưng mà cắt tại đâu? Cắt tại ngay cái chân đường cao luôn. Đó, cho nên khi mà gặp những bài này, khi mà gặp cái trường hợp này, đây gọi là trường hợp đặc biệt nhất của những thằng khoảng cách nha. Có những bạn thấy là của chết cha rồi, chết cha, khoảng cách từ A đến AC sao mình tìm, đúng không? Nha, tại vì đây nó bị rơi vào cái trường hợp khoảng cách đặc biệt nha. Cho nên đối với dạng này mình sẽ làm như thế nào? Đối với dạng này mình sẽ không đi tìm K và khoảng cách thế này, mà mình sẽ làm một cách rất là đơn giản nha mấy đứa ha. Rất là đơn giản như đang giỡn thôi ha. Đó là gì? Đó là chỉ cần đơn giản từ D này của thầy kẻ vuông góc tới AC là xong. Đó, kẻ vuông góc tới đâu thì khoảng cách ngay chỗ đó luôn ha. Thì vì đáy này là hình chữ nhật hả? Hình chữ nhật nha, cẩn thận ha. Kẻ vuông góc rồi, kẻ đại tới đi ha. Rồi được chỗ này là DHD, hình nó hơi xấu tí ha mấy đứa. Rồi vẽ cái đáy ra cho mấy đứa dễ nhìn nha. Rồi ở đây là A này ha, ở đây là B này, ở đây là C và ở đây là D. Rồi từ D kẻ góc AC. Sao nó ra cái hình hay vậy ta? Thẳng con, đúng rồi, thẳng liền. Rồi DH này, đấy được chưa ha? Rồi và khoảng cách này của thầy chính là bằng đoạn DH này luôn này ha. Nếu bạn nào cần chứng minh. Chết cha, bị cái cam của mình che. Giờ mình lại phải kéo cái cam mình xuống dưới rồi. Rồi kéo cam xuống dưới. Ok ha. Rồi ở đây nó sẽ là bằng DH nha mấy đứa, và DH này tính dễ không? Quá dễ. Rồi AB bằng A này. Rồi AB bằng A tức là DC này của thầy cũng là A. AD là bằng A căn 2. Rồi mấy đứa cùng nhẩm này ha, cùng nhẩm với thầy. A nhân A căn A bình căn 2, A bình căn 2 chia này, này bình bình A căn 3. Rồi, thầy ra đáp án là A căn 6 chia 3. Ghê chưa, A căn 6 chia 3 đáp án là câu C ha. Đó, nói chung máy tính nó trong đầu rồi ha, máy tính nó trong đầu rồi nha. Á khoa mà hình hơi xấu là sao? Bởi vậy nó mới á khoa. Bởi vậy nó mới á khoa chứ hình đẹp là thủ khoa rồi. Hình đẹp rồi. Được. Mấy đứa có thể dùng thể tích cũng được ha, nhưng mà đây sẽ là cách làm nhanh hơn nha. Tại vì nó để ý nè. Để ý nè, ở đây là thầy có thằng DH này vuông góc với thằng AC, đúng không? DH này cũng vuông góc với SA luôn, cho nên DH vuông góc SAC, cho nên khoảng cách từ D tới SAC chính là đoạn DH đó. Được chưa ha? Thì đây là một cái câu mà những bạn mà mấy đứa hay làm phương pháp của trung tâm mình á, mấy đứa sẽ thấy là ui chết rồi, chỗ đó nó hơi kỳ kỳ ha. Cho nên đây sẽ là cái dạng trường hợp đặc biệt duy nhất ở dạng khoảng cách nha. Rồi ok, đó là câu số 6 ha, nhớ kỹ nha, chứ cẩn thận vô phòng thi là nó gài đó ha nha. Rồi trả lại cho cô học. Wow. Rồi sao cô hậu hạt khuôn đứng hình mất 5 giây rồi. Không, được. Rồi ok thôi được. Wow, qua câu 7 nè nha. Câu 7 này giờ cô lướt comment lại của mấy đứa ha. Rồi câu 7 đáp án của mình là câu gì đây mọi người? Đầu tiên là con phải định nghĩa lại là gì, quang phổ vạch là gì mấy đứa? Quang phổ vạch là gì đây mọi người ơi? Quang phổ vạch là gì con? Quang phổ vạch là gì con? Là những vạch sáng mà xen kẽ trên nền tối, được không? Quang phổ vạch ha, là những vạch sáng xen kẽ trên nền tối. Con khoa nhìn của cái chữ là các nguyên tố khoa học này. Điều này có nghĩa là mỗi nguyên tố khoa học
sẽ có một gì, một quang phổ vạch riêng biệt. À, được mọi người. Mỗi nguyên tố hóa học ha, sẽ có một quang phổ vạch riêng biệt. Vậy cái sự khác nhau ở đây giữa các nguyên tố là gì các? Đầu tiên mới được là khác nhau về màu sắc, được không? Đầu tiên là khác nhau về màu sắc ha, đúng rồi. Cái thứ hai là khác nhau về tỷ đối giữa các vạch, có nghĩa là giống như vị trí mấy đứa, hoặc là việc độ sáng, cường độ sáng của các vạch á, vì nó là những cái vạch sáng mà xen kẽ trên nền tối mà, nên là cái sự sáng của các vạch đó nó cũng sẽ khác nhau đối với mỗi nguyên tố hóa học à, ha. Rồi hôm nay ý này đúng. Cái thứ ba mọi người là khác nhau về cái số lượng vạch giúp cô ha. À, khác nhau về số lượng vạch, mỗi nguyên tố thì nó sẽ phát ra những cái vạch xác định khác nhau. Vậy đáp án loại câu gì? Loại B, C, D. Ở đây chọn câu sai. Đáp án ở đây chính là câu câu A ha. A, B, C A. Đó. Đó, câu A. A. B rộng quang phổ là như nhau mới được. Chỉ là mỗi nguyên tố hóa học thì nó sẽ khác nhau về màu sắc, về độ sáng và về số lượng vạch thôi ha. À, đáp án câu 7 là câu A ha. Thì thấy hầu hết các bạn đều chọn ở đây là câu A con ha. Mà vẫn có bạn xong luôn rồi sao? Nó giỡn á, nó giỡn á, nó dạ bò, nó dạ đò á. Dạ chân. Dạ đò á, dạ ha. Đúng không Quang? Rồi, câu số 8. Đô thị này có bao nhiêu đường tiềm cận ha? Đường tiềm cận này thì mình đã biết rồi ha. Làm cẩn thận giúp thầy một tí nha. Đó là những bài nào mà nó có cho loga và những bài nào có chứa căn thì nhớ đi tìm điều kiện của cái thằng đó. Được chưa? Chỉ cần đi tìm điều kiện cái đó thôi nha. Ví dụ bài có căn thì A mà đi tìm điều kiện căn thôi. À, bài có loga thì mình đi tìm điều kiện loga nha. Đừng quên thứ này nha mấy đứa ha. Và cái thứ hai đó là gì? Cái thứ hai đó chính là tiệm cận đứng nó sẽ là nghiệm của mẫu và không bị triệt tiêu ha. Đó là hai ý mấy đứa cần nhớ ha. Rồi những buổi trước nó rất là nhiều cái dạng này rồi, nên buổi này thầy sẽ không ghi lại là phần lý thuyết nữa ha. Rồi ở đây mình sẽ có điều kiện này nha. Điều kiện của thằng loga này đấy, đó chính là x bình trừ x trừ 2 này của thầy lớn hơn không. Rồi bấm máy nhẹ nhàng giùm thầy ha. Bấm máy nhẹ nhàng là thầy có là a trừ b cộng c bằng 0, thì là x này của thầy nó sẽ bé hơn trừ 1 và x lớn hơn 2. Đúng không ta? A trừ b cộng c. Đúng rồi, được chưa ha? Một nghiệm là trừ 1, nghiệm là trừ c chia a là bằng 2. Quá là nhẹ nhàng ha. Master tính nhẩm mấy đứa ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi tìm nghiệm tử và nghiệm mẫu nha. Rồi, bắt đầu đi tìm nghiệm tử, nghiệm mẫu ha mấy đứa. Rồi, mình đi tìm nghiệm mẫu đi. Rồi nghiệm mẫu này của thầy thì thầy cũng nhẩm nó luôn ha, thì nhẩm ra hoặc là nếu bấm máy á mới nó sẽ ra ba nghiệm. Thứ nhất là x bằng 0 nè, x bằng a cộng b cộng c bằng 0, rồi x bằng 1 nè và x bằng -6 nè. Đấy, được chưa ha? Đúng rồi. Đó, được chưa? Nha. X bằng 0 1 -6. 1 1 đúng rồi, đúng 0 0 1 -6 ha. Rồi còn ở trên nghiệm tử này thầy giải nhanh thầy có là x bằng -1. Đáng lẽ là mình phải đi tìm nghiệm trong này nữa mày đứa. Đáng lẽ phải cho thằng này bằng 0 nữa này để đi tìm nha. Nhưng mà thực ra là không cần thiết. Lý do tại vì sao? Tại vì nghiệm này ra rất là xấu ha. Mà ở đây mẫu mình nó là nghiệm đẹp rồi, cho nên thôi thầy lướt nhanh thì mình chả cần phải tìm điều kiện thằng này. Được chưa ha? Rồi coi thử có thằng nào bị triệt tiêu không ha. Có thằng nào bị triệt tiêu không? Không thằng nào bị triệt tiêu hết. Rồi ok. Rồi không thằng nào bị triệt tiêu hết nha. Ừ đúng rồi, không nào bị triệt tiêu. Và bây giờ mình kiểm tra với điều kiện bên này. Điều kiện bên này là x bé hơn 1 và x lớn hơn trừ 2. Những thằng nào mà nằm lọt vào, không lọt vào cái điều kiện này loại ngay cho thầy. Ví dụ là câu à là thằng 0 và thằng 6, 0 và 1 này, đúng không? 0 và 1 không lọt vào, cho nên ở đây thầy chỉ có đúng một tiệm cận đứng duy nhất, đó là x bằng -6, và đáp án của thầy sẽ là câu bò. Đấy, được chưa ha? Cho nên gặp những bài tiệm cận đứng, tiệm cận ngang có căn, có loga thì mấy đứa đừng quên điều kiện nha mấy đứa ha. Còn nếu bạn nào an toàn nhất làm gì? Lấy máy tính đặc khôn như thầy. Ha, lấy máy tính đặc khôn như cái buổi hôm bữa thầy có chỉ một lần rồi nha. Lấy máy tính đặc khôn là cách an toàn nhất. Còn nếu muốn làm nhanh thì ok, mình sẽ làm như này sẽ nhanh hơn nha. Rồi, trả lại cho cô Hậu nè. Rồi, từ thông hả? Từ thông hình như là ký hiệu là chữ B đúng không ta? No, thầy Đạt. Từ thông là chữ gì mới đó trả lời thầy Đạt kia con? Từ thông là cái chữ tròn không méo xuống chữ to này. Đúng rồi. Rồi. Giả bộ lùi một bước hả? Đúng không? Sao đâu con lùi một bước, nhưng mà đừng có lùi bước nữa. Lùi bước tiến hai bước nha con. Đừng lùi bước, lùi xong ba bước nữa. Ok, câu số 9 nãy giờ tụi con comment câu máy ta. Câu số 9 nãy giờ comment câu máy đây. 9 bò. Bò đúng không? Quá trời bò luôn. Bò đúng không? Rồi, câu 9 không có gì phải nói nhiều đâu con. Cái này là liên quan tới một chút về kiến thức 11, cái hỏi về từ thông. Thì đầu tiên là từ thông là gì mới được? Từ thông chính là cái số, nó là một đại lượng, đúng không? Nó là một đại lượng đặc trưng cho cái số đường sức từ xuyên qua cái khung dây ha. Rồi mấy đứa nhìn cùng một cái hình vẽ nha. Ok, không biết là mấy đứa có thấy cái hình vẽ nè không ta? Chết, ôi chết. Buồn lắm. Thấy chứ gọi có làm đi để thầy Đạt kéo cái mặt mình lên trên nha. À ok. Kéo rồi. Cái đầu mình lên trên rồi. Giả sử mình có một cái khung dây này mấy đứa. Rồi, thì đây nó sẽ là
từ thông ha, nó sẽ là đặc trưng cho cái số đường sức từ mà xuyên qua cái khung dây này này cơ đó. Mà cái số đường sức từ đại lượng đặc trưng cho nó là ai Minh biết không? Đó chính là cái thằng bò của mình đó, đó chính là cảm ứng từ ha con ha. B, vậy cái công thức tính từ thông là gì con? Đó là gì ha? Phi sẽ là bằng NBS cos alpha. Chuẩn bị tắt, chờ tí. Chuẩn bị countdown. Ơi. lại tới giờ countdown mấy đứa. Rồi giờ có thao tác nó có vẻ nhanh hơn rồi đó ha. Countdown này có vẻ trong một năm một buổi tối mình countdown 2-3 lần. Nhiều quá. Rồi ok. Rồi ok, quay lại nha con, quay lại nha mấy đứa ơi. Rồi nhắc lại một tí ha. Từ thông của mình chính là đại lượng mà đặc trưng cho cái số đường sức từ mà xuyên qua cái mặt phẳng khung dây con ha. Rồi, thằng B càng lớn thì từ thông càng lớn, đơn giản là vậy. Vậy thì công thức tính từ thông này mấy đứa ơi, phi sẽ là bằng NBS cos alpha. Vậy cái cos alpha này là gì con? À, mỗi mặt phẳng thì nó sẽ có một vector, cụ thể đây nó chính là vector pháp phát tuyến. Thì cái góc alpha đây là góc hợp với B và vector phát tuyến của mình. À, ok mình được ha. Vậy có nhìn một khi con nhìn công thức này thì con sẽ thấy được là cái thằng từ thông phi này nó sẽ là phụ thuộc vào những đại lượng nào đúng không? Đầu tiên là phụ thuộc vào số vòng nhưng mà ít khi lắm mọi người. Thằng cách tiếp theo là cảm ứng từ B. À, nhưng mà trong đáp án của mình chẳng có thằng đó. Đúng không? Nhưng mà bù lại có thằng gì mấy đứa? Thằng S này chính là diện tích của khung dây con ha. Thằng này là diện tích của khung dây con. Đó, diện tích của khung dây. Rồi, viết bảo tí nha. Diện tích của khung dây, vậy thì đáp án ở đây chỉ là câu gì mấy đứa? Ví dụ như hình vuông thì là cạnh những cạnh, hình tròn sẽ là gì mấy đứa? BR bình. Vậy đáp án ở đây nó sẽ phụ thuộc vào gì con? Câu gì đây? Mọi người đáp án chọn rồi câu 9 bò hả? Quá trời bò luôn. Bò một, hả? Rồi đang bò luôn. Rồi chẳng lẽ giờ cô nói là bò lê bò lết hả mọi người? Đáp án là câu D giúp cô con ơi, 7 hết trơn rồi. Rồi. Đáp án câu D mấy đứa. Gì? Yeah. Ở đây nè con nhìn cái đường kính của dây dẫn nó chẳng phụ thuộc vào gì cả. Tại vì cái đại lượng từ thông của mình là đặc trưng cho cái số đường sức từ xuyên qua cái mặt phẳng khung dây thôi. Ví dụ như khung dây càng lớn thì cái số đường sức từ đó xuyên qua càng lớn, mọi người, đại lượng từ thông phi càng lớn. Ở đây nó phụ thuộc vào thằng diện tích của khung dây con. Mà diện tích khung dây thì phải phụ thuộc vào hình dạng và kích thước, được không con? Mạch điện ở đây là khung dây mấy đứa nha. Rồi đáp án câu D giúp cô mấy đứa. Ok, có Nam chọn cô D nè, Minh Thu chọn cô D nè. À, Minh Thư Minh Thư xin lỗi con. Rồi mấy đứa, ơ kìa, lùi hẳn 3 bước luôn, ơ kìa. Rồi mấy đứa ơi, cẩn thận giúp cô cái ý này nha con. Bây giờ mấy cái từ thông này mình có hình dạng nó hình parabol không ta? Ví dụ có hình parabol không? Không này trời ơi. Ủa đóng con hả? À, ok Lê Uyên nè, tại vì nó bị trôi á, bị trôi con, để cô lướt lại coi ha. Đáp án câu 9D nha mấy đứa. Trời ơi, cô dê nha. Thôi, câu 10 là một câu đọc không kỹ là chết cũng rất là nhiều nha. Có những bạn mới đứa chọn ngay câu A, có những bạn mới đứa chọn ngay câu bò ha, thì hãy cẩn thận giúp thầy nha. Ờ, câu A là một đáp án sai banh nhà lầu luôn ha. Rồi sao cô Hậu có gì muốn nói không? Dạ không luôn ha. Đang tập môn quắc của mấy cô. Rồi, ha, đáp án A là sai ngay ha, gần như đáp án A là sai ha, nhưng mà thôi mình để đó, mình kiểm tra sau được chưa ha. Ở đây đọc đề cẩn thận này, người ta nói gì? Người ta nói đó là tập giá trị chứ không phải là tập xác định nha mấy đứa ha. Nha, tập giá trị này sẽ là gì? Tập giá trị này thì nó là mấy đứa cứ hiểu đơn giản, khi đi thi đại học á, tập giá trị nó sẽ chạy đâu? Nó sẽ chạy từ thằng min với thằng max, rồi đơn giản vậy thôi. Đó, được chưa ha? Nha, ha, có mặt tròn hoặc không có mặt tròn thì tùy bài ha. Rồi ok, thì bài này mình chỉ cần đi tìm min max ở đây là xong, bằng cách bấm máy là được rồi nha mấy đứa ha, bấm máy là được rồi. Hoặc là nếu mà bạn nào cần thì chắc mình bấm máy đi ha, chắc mình bấm máy đi ha. À, để thầy chỉnh một xíu đây rồi mình bấm máy cho dễ nha, chứ khung hình này nó hơi ấy tí rồi ha. Rồi đây thầy sẽ lấy cái máy tính xịn của thầy ra đấy, rồi máy tính khá là xịn, rồi kéo mặt mình quá ê, cuộc chơi đi hơi xa rồi ha. Rồi đưa cái mặt mình qua bên này che đó, ok rồi. Rồi ha, rồi mấy đứa này mình sẽ nhập cái hàm này vào mình bấm nha. Đây sẽ là x cộng 1 chia cho căn của x bình cộng 2. Rồi bằng hàm g này bỏ qua. Start này thì tùy ha. Start này thường á, nếu mà hàm này mình không có tập xác định gì hết, tập xác định ở đây là r, thì thường thầy sẽ cho nó chạy từ -4 cho tới 4. Và rồi step thì thầy sẽ lấy sau trừ trước, tức là cuối trừ đầu ha, là 4 trừ với -4 là ra 8 này, và 8 chia cho 16 ha. Phần lớn thầy sẽ chia 16 nha. Lý do tại sao hay chia 16? Tại vì chia 16 số nó ra đẹp ha.
Rồi ok. Rồi bắt đầu đi dò này. Rồi thằng mấy đứa thầy thấy này ha. Đó, thấy, đó thấy chưa ha? Rồi mấy đứa thầy thấy này. À, ở đây này, ở đây nó còn có thể nhỏ hơn này mấy đứa ha. Ngay chỗ vùng -4 này có thể còn nhỏ hơn nữa, cho nên xíu nữa mình sẽ bấm lùi lại tí nha. Bấm lại lùi lại trước đi ha. Rồi ok, mình sẽ lùi lại tí này. Rồi -8 này cho tới -4 đi, cái vùng này nhỏ nhỏ đi ha. Rồi sau đó mình sẽ lấy -4 và trừ cho -8 ra 4 thôi ha. Ok. Rồi mình thấy ha, cái vùng này nó càng ngày càng nhỏ dần, càng ngày càng nhỏ dần. Đó nha. Được chưa ha? Rồi ok. Đó càng ngày càng nhỏ dần. Và mấy đứa sẽ để ý một điều, cái thằng này nó càng nhỏ dần khi nó dần về cho tới đâu? Khi nó dần về cho tới -1. Đó, được chưa ha? Thì đây là một cách, thì thật ra thầy chỉ cho mấy đứa cách bấm máy cũng được, nhưng mà đối với bài này thì mình sẽ có một cách khác nhanh hơn, cũng là bấm máy luôn, mà bấm này nó sẽ rất là cực ha. Mình đã thấy rồi, mình bấm thì rất là nhiều, mình bấm ở khoảng này khoảng kia, khoảng này khoảng kia, mình không thể biết được, nó rất là nhiều ha nha. Cho nên bài này thầy chỉ mới được một cách bấm máy khác nhanh hơn một xíu. Đó, nhanh hơn một tí ha. Rồi thì ở đây mình sẽ bấm ở bên ngoài mình nữa ha. Mình sẽ bấm ngay chỗ cái hay là bài này mình đi giải cổ điển luôn đi ha. Hay là bài này giải cổ điển đạo hàm UGV thì hơi ghê nhờ ha. Rồi từ từ đây, để chắc mình kết hợp cả hai cái bấm máy luôn đi ha. Chết rồi, mất tiêu rồi. Rồi, chắc thầy lập lại cái bảng hồi nãy nha mấy đứa. Ở đây là thầy có này là x cộng 1 chia cho cái căn này x bình cộng 2. Rồi thầy khôn đi bằng đi ha. Rồi y chang như nãy nha. Rồi start là hồi nãy mình lấy -4 tới 4 đi. Và rồi cũng tiếp tục chia cho 16 ha. 8 chia 16 này. Rồi ok. Rồi mấy đứa dò này, mấy đứa dò mấy đứa sẽ thấy này. Đó, giá trị lớn nhất này ha. Giá trị lớn nhất là nó đâu đó nằm ngay chỗ khoảng 1,22, đúng không? Nằm đâu đó một khoảng 1,22 nha. Thì mấy đứa sẽ loại ngay cho thầy đáp án A và đáp án bò, được chưa ha? Tại vì đấy đang đi lên này, đang đi lên và rồi nó cắm đầu đi xuống lại này. Đó, được chưa ha? Cho nên max nó sẽ nằm ở đâu đó 1,22. Thì bây giờ mình sẽ cùng bấm máy có thử 1,22 ở đâu. Rồi thoát ra ngoài bấm máy cho thầy ha. 1,22, bấm đi căn 6 chia 2 kiểm tra đáp án này. Rồi và thầy ừ rồi ok ha. Vậy mình thấy cái max này của mình nó sẽ là 1,22 rồi. Ok, vậy bây giờ còn cái giá trị min thôi. Đó, còn cái giá trị min thôi là nó nằm ở đâu. Đó, được chưa ha? Nha. À, cái đề này hình như là nó có chút sai sót không mấy đứa. Đề này sao hôm nay gõ nó hơi sai hơi nhiều ha. Cái này là mặt tròn chứ. Không, nói chung là thôi để thầy sửa rồi thầy chỉnh cho đề luôn cho ha. Rồi nha. Thì cái này là căn 6 chia 2, mình sẽ còn lại hai đáp án hoặc C hoặc là D. Còn cái kia thì mình sẽ đi kiểm tra tìm cận cho thầy, rồi mình dùng máy tính mình khôn ha. X cộng 1 chia cho căn của x bình. Ấy, cái bình nó chạy đâu rồi? X bình cộng 2 rồi mình khôn thôi ha. Rồi ở đây mình khôn là -10 mũ 9 này. Đây là trừ vô cùng này ha. Đó mới thấy này, đó là -0.999 và tương tự thì khôn 10 mũ 9 luôn đi ha. Đó, cơn khôn 10 mũ 9 thì nó ra là gần với 1, nhưng mà cái số là căn 6 chia 2 thì nó lại lớn hơn rồi ha. Cho nên ở đây tập giá trị của thầy nó sẽ chạy từ -1 cho tới căn 6 chia 2, nhưng không lấy -1 nha. Nhưng không lấy -1, tại vì sao? Tại vì thằng -1 này đóng vai trò nó là tiệm cận đứng thôi ha. Được chưa ha? Nha, còn nếu bạn nào thực sự kỹ hơn câu này á bạn nào thực sự mà kỹ hơn câu này đó thì mấy đứa nhớ thầy, đó là mình sẽ đi đạo hàm rồi cho đạo hàm bằng không rồi là bảng biến thiên ha. Thì cách đó là cách an toàn nhất nha. Ủa, nó bị che mất phía dưới rồi ta. Rồi đây, đó, được chưa ha nha. Rồi ok, được chưa ha. Rồi thì đó là những cái thứ mà của buổi ngày hôm nay nha. Con 10 cuối cùng thì nó hơi khó một xíu ha. Tại vì cái hàm này thì cho nó hơi khó. Đi thi thì mấy đứa yên tâm, có thể là đây là những cái câu này nó nằm ở mức độ khoảng 30 độ về thôi, cho nên hàm người ta cho nó sẽ dễ hơn khá là nhiều nha. Rồi thì còn một tuần nữa thì mình cũng gần thi đại học rồi, mình còn học với trung tâm mình một tuần nữa thôi ha. Thì bên cạnh đó nó sẽ còn những cái chuyên mục cũ, à một cái trang sống ha. Rồi chuyên mục của thầy Huy vào mỗi buổi sáng. Đúng rồi. 15 ngày giãn cách, 15 ngày học văn cùng NVH. Rồi ha, cái này chuyên mục này thì như bữa thầy nói rồi, nó rất lợi hại mấy đứa ha. Nó có thể giúp mấy đứa giảm cân luôn á nha. Thầy là thầy, chắc thầy cũng phải đu theo thầy Huy để thầy có thể giảm cân nhanh chóng ha. Rồi còn chuyên mục thứ hai nó sẽ là, chuyên mục thứ hai thì vẫn là của thầy Lương Huy Khang mọi người, đó là 5 câu tích cực và 5 phút yêu thương ha. À, 12 giờ trưa mỗi ngày ha mấy đứa. Rồi tiếp theo là chương trình 1 phút 30 giây cùng bay về đích. Rồi đó ha, chuyên mục 1 phút 30 giây cùng bay về đích đó ha. Rồi và cuối cùng cũng là chuyên mục này. À về trước khi kết thúc thì thầy thấy có nhiều bạn hỏi cũng khá nhiều này ha. Thầy ơi, câu 8 tìm cận ngang đâu thầy? Câu 8 tìm cận ngang, ủa câu đề, ủa đề không phải là tìm cận đứng thôi hả? Chết cha, hồi nãy rõ ràng là thầy nói là mình chỉ đi tìm tìm cận đứng thôi mà. Tại vì bài này này mục tiêu của thầy á, mục tiêu của thầy ở câu này là mình chỉ đi tập trung vào đi tìm tìm cận đứng để thầy nhắc nhở mấy đứa lại về cái điều kiện thôi ha. Rồi còn bạn nào mới đứng làm tìm cận ngang thì dễ thôi, lấy máy tính ra khôn.
khôn ha, nha, mấy đứa lấy máy tính ra, mấy đứa khôn là cộng vô cùng trừ vô cùng là được rồi ha nha. Hết 15 ngày giãn cách rồi đâu, nó còn giãn 15 ngày nữa mà ha, nó giãn nhưng mới giãn 15 ngày nữa mà đúng không ta? Mai sẽ đúng có thông báo lại. Đúng rồi, mai sẽ có thông báo lại ha nha. Cho nên là mấy đứa cái này này, thật ra là câu 8 á, là mục tiêu của thầy là muốn nhắc lại mấy đứa cái chỗ kia thôi ha, cho nên là thôi mình tập trung vào tìm gần đứng ha nha. Rồi ok ha, hơi ao một cái rồi. Ok rồi, cảm ơn mấy đứa ha, cảm ơn mấy đứa vì một ngày mình sống trọn vẹn cùng nhau. Ơi ok rồi, thầy Đạt và cô Hầu xin gửi lời chúc ngủ ngon cho mấy đứa và chúc mấy đứa một ngày mới sẽ là thật là tuyệt vời hơn. Rồi bye bye mấy đứa. Bye bye mấy đứa nha, bye mấy đứa, bye bye cả. Thôi thầy thiếu thầy đừng điêu nữa. Đâu có đâu con, không thì đó mục tiêu của thầy là vậy đó, mà không biết sao nó bị rớt chữ, con nay để nó rớt chữ hơi nhiều. Bye bye mấy đứa. Bye bye mấy đứa nha. Bye bye.